Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị, mực nước của Wang Jiaba dòng chính cứ xông ngoài đánh thức giấc ngủ của mọi người và nhiều đồng chí đã thức trắng đêm để hộ đê phòng tránh lũ. Wang Jiaba là hàng rào kiểm soát lũ của sông Hoài Hà, trên đó là thượng nguồn của sông Hoài Hà có mực nước 178m. Từ sáng ngày thứ hai đến sáng ngày thứ ba hôm qua, Quốc phòng Nhà nước đã tổ chức tổng cộng 5 hội nghị. Trọng tâm của cuộc họp là có nên kích hoạt khu vực chứa lũ Minh Hoa hay không. Khu vực chứa lũ Minh Hoa là hàng rào kiểm soát lũ lụt đầu tiên của sông Hoài Hà, bao gồm 157.800 người và 180.000 ha đất canh tác. Theo kế hoạch phòng chống lũ lụt sông Hoài Hà đã được Quốc vụ viện phê duyệt, khi Wang Jiaba đạt đến mực nước lũ 29,3m và mực nước tiếp tục dâng cao, khu vực chứa lũ Minh Hoa sẽ được mở cửa tùy theo điều kiện của mực nước, lượng mưa và điều kiện kỹ thuật. Chen Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Nguồn nước đã chủ trì Phòng Thương mại Tổng cục Quốc phòng để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc sử dụng lũ lụt trong khu lưu trữ lũ Minh Hoa và cân nhắc những ưu và khuyết điểm. Rất khó để đưa ra quyết định điều hành và kiểm soát lũ. Cái khó là có một số lượng lớn người dân sống trong vùng chứa lũ, cần phải đưa ra các quyết định một cách khoa học và thận trọng. Khó khăn trong việc ra quyết định lập kế hoạch kiểm soát lũ còn thể hiện ở việc dự báo và dự báo điều kiện mực nước và mưa. Các bộ phận thủy văn và khí tượng đang theo dõi tình trạng mực nước và mưa trong thời gian 24 giờ một ngày. Và tính toán xúc tiến đỉnh lũ cũng đang được thực hiện nghiêm túc, bạn có thể tính toán lại được không? Độ chính xác sẽ chính xác hơn. Mỗi khi phòng thương mại họp lại có những yêu cầu mới về số liệu dự báo nhằm kịp thời và chính xác hơn. Sau nhiều lần tính toán và xác minh, đến 8 giờ ngày hôm qua, Cục Thủy văn kết luận mực nước Wang Jiaba sẽ đạt mức tiểu lũ 29,3m vào khoảng 12 giờ ngày hôm qua. Đỉnh lũ 29,6m sẽ xuất hiện ở Wang Jiaba vào khoảng 14 giờ ngày hôm nay. Mực nước vượt quá mực nước đảm bảo 0,3m. Theo dự báo về điều kiện nước và mưa trong những ngày tới, cơ quan quốc phòng đã kết luận rằng nếu mực nước của trạm Wang Jiaba vượt quá 29,3m và không có sự phân bố lũ, các con đê gần Wang Jiaba đều sẽ vượt quá mực nước đảm bảo. Nếu mực nước của Wang Jiaba lên đến 29,6m, các con đê ở các khu vực đất đá Wang Gang và Chen Da có thể bị tràn. Diện tích đất canh tác ở khu vực bãi biển ngập lụt sẽ tăng thêm 380.000 ha. Khi đỉnh lũ di chuyển về phía hạ lưu, mực nước tại Giang Quan Gan sẽ đạt được hoặc vượt mức đảm bảo 26,5m. Điều này sẽ làm tăng mối đe dọa đến an toàn của các tuyến kè quan trọng như kè Hơi Bê và khả năng mở vùng chứa lũ ở hạ lưu bên dưới Wang Jiaba. Sau nhiều lần tham vấn chung với Tổng cục Quốc phòng, Ủy ban Hoài Hà, Hà Nam, An Huy và các ý kiến chuyên gia đã được tổng hợp, cân nhắc thượng nguồn và hạ lưu, cân nhắc ưu nhược điểm và cuối cùng khu vực chứa lũ Minh Quang đã quyết định một cách dứt khoát. Lúc 11:05, Chen Lê, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, công bố lệnh điều động phân lũ Minh Hoa. Tại thời điểm này, mực nước của Wang Jiaba đã đạt 29,38m, vượt qua mức nước đảm bảo 0,08m. Và lúc 12:30, cổng đầu tiên của sông Hoài Hà, cổng Wang Jiaba mở ra, gây ngập lụt khu vực chứa lũ Minh Hoa. Vùng chứa lũ Minh Hoa thiệt hại kinh tế to lớn để đổi lấy 4 lợi ích chính về kiểm soát lũ lụt. Lúc 12:30, lệnh mở các cổng phân phối lũ được đưa ra. Linh Gang, Giám đốc Văn phòng Quản lý Cổng Wang Jiaba nhấn nút mở các cổng. Lúc 12:40, 13 cổng của cổng Wang Jiaba đều được mở. Lũ tràn ra từ dưới cổng và tràn vào vùng đất rộng 180.000 ha ở khu vực chứa lũ Minh Hoa. Điều này được hiểu rằng việc kích hoạt bộ phận lưu trữ lũ Minh Hoa sẽ làm ngập 180 ha đất canh tác trong khu vực, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của 157.800 người và gây thiệt hại lớn về kinh tế. Di Bình, Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh An Huy cho biết, việc sử dụng vùng chứa lũ Minh Hoa để kiểm soát lũ sông Hoài Hà chủ yếu thể hiện ở 4 khía cạnh. Thứ nhất, nó trực tiếp làm giảm đỉnh lũ đầu tiên của sông Hoài Hà vào An Huy từ Wang Jiaba được dự đoán là 29,7m. Sau khi mở cổng, nó đã từng giảm xuống 29,4m. Thứ hai, nó đóng một vai trò nhất định trong việc điều chỉnh mực nước lũ ở phần giữa và thượng lưu của Hoài Hà, tỉnh An Huy, và nó có thể giảm khoảng 10cm cho đến Cheng Giang Quan. Áp lực kiểm soát lũ lên Hồ Tây, đoạn Linh Ngoan và phần trên của đê Huê Bê.
Thứ tư, rủi ro hoạt động của mực nước cao hơn trong thời gian dài của đập Mingwa Chico là giảm rất lớn. Từ 20 giờ ngày hôm trước, khu vực chờ lũ Mingwa đã được đưa ra vào tình trạng khẩn cấp. Giao thông đường bộ trong khu vực chờ lũ đã được kiểm soát. Đến 5 giờ ngày hôm qua, 3.684 nhân khẩu thuộc 1.257 hộ và 3.684 nhân khẩu sống trong vùng không an toàn trong vùng lũ đã được chuyển đến khu vực an toàn. Đồng thời, 6,85 tấn xăng, 12 tấn dầu diesel và 1,23 tấn thuốc bảo vệ thực vật đã được chuyển trong khu vực kho chứa. Từ 7 giờ đến 8 giờ, quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm kê theo kiểu kéo lưới. Phóng viên được biết, người dân ở khu vực chứa lũ Mingwa hiện tâm trạng đã ổn định. Ngoài Quang Jaba, việc kiểm soát lũ ở hồ Hong Je cũng đang chịu áp lực lớn. Vào lúc 8 giờ ngày hôm qua, tổng lưu lượng vào hồ Hong Je đạt 11.355 m³/giây, lưu lượng lớn thứ 3 vào hồ kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Hồ Hong Je vượt quá mực nước cảnh báo 0,29m, nước vào sông tiếp tục lũ lên cao. Mực nước hồ Kim Ngưu là 11,51m, vượt mức nước cảnh báo 1,01m, đứng thứ 3 trong lịch sử. Theo lệnh kích hoạt kênh phân phối lũ ra biển của tướng phòng thủ sông Hoài, Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô đã mở các cửa mới của sông Ehe vào lúc 12 giờ ngày hôm qua để cho phép kênh dẫn nước và xả lũ. Trong những năm gần đây, cả nước không ngừng tăng cường nỗ lực kiểm soát sông Hoài Hà. Ai cũng quan tâm khả năng kiểm soát lũ của sông Hoài hiện nay như thế nào. Giang Ji Tông, Phó Giám đốc điều hành Văn phòng Quốc phòng cho biết hiện nay 9 trong số 19 dự án kiểm soát sông Hoài trọng điểm đã hoàn thành và khả năng chống lũ của sông Hoài đã được cải thiện đáng kể. Đối với khu vực lưu trữ lũ Mingwa, mực nước đảm bảo của cổng Quang Jaba trong những năm 1950 chỉ có thể đạt khoảng 28m. Sau năm 2003, nhà nước đã đầu tư rất nhiều tiền vào việc tái củng cố cổng Quang Jaba và gia cố các kè xung quanh, xây dựng 129 đập và 4 hồ chứa được gia cố, giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt của khu vực này. Năm nay, mức nước đảm bảo của Quang Jaba đã được nâng lên 29,3m, mức tăng 0,3m này đánh dấu sự cải thiện năng lực kiểm soát lũ. Tuy nhiên, việc kiểm soát lũ của sông Hoài không phải là một sự yên tâm. Giang Jing Tông nói rằng tiêu chuẩn kiểm soát lũ hiện tại cho thượng lưu sông Hoài Hà chỉ có thể đạt một lần trong 10 năm. Vấn đề với các hồ chứa nguy hiểm là nổi bật. Hiện tại có 5.700 hồ chứa trên lưu vực sông Hoài Hà, trong đó 40% đang ở mức nguy hiểm, trong đó 18 trong số 36 hồ dung tích lớn là hồ nguy cấp chiếm 50%. Các hồ chứa Mesan, Siang Dong Wen, Li Xuan và Sanh Hu có liên quan mật thiết đến việc điều tiết và kiểm soát lũ Huê Hê. Ngoại trừ hồ Suya đều là những hồ chứa nguy hiểm và không thể phát huy hết vai trò của chúng trong việc kiểm soát lũ. Dự án Linh Quang Gai đã hoàn thành và kênh dẫn biển chủ yếu có lợi cho việc kiểm soát lũ ở trung và hạ lưu sông Hoài Hà. Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới, một đợt mưa mới sẽ xảy ra ở thượng và trung lưu sông Hoài Hà. Trong vài ngày tới, công tác kiểm soát lũ lụt ở Hoài Hà có thể phải đối mặt với những thách thức gay gắt hơn. Trận lũ Hoài Hà năm nay có 3 đặc điểm. Thứ nhất, lượng mưa lớn và trên diện rộng. Kể từ mấy ngày nay, hơn 90.000 km2, các khu vực trên lưu vực sông Hoài Hà đã nhận được lượng mưa lớn hơn 300mm, chiếm 1/3 diện tích lưu vực sông. Lượng mưa lớn gấp 1-2 lần so với bình thường. Thứ hai, lũ lụt đến dữ dội và dâng lên nhanh chóng. Từ hơn 10 ngày nay, mực nước của Quang Jaba đã tăng 9m. Nếu lũ không được phân phối, mực nước của Quang Jaba sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 1991. Thứ ba là bờ kè tiềm ẩn nhiều nguy hiểm do áp lực nước rất lớn. Mặc dù các tuyến kè chính của sông Hoài Hà chưa gặp nguy hiểm lớn, nhưng hiện có 212 mối nguy hiểm ở các nhánh chính và phụ lưu của sông Hoài Hà ở tỉnh Hà Nam và An Huy, đặc biệt là sông Hồng Ru đã vượt quá mực nước đảm bảo. Những tình huống này đã làm tăng thách thức đối với việc kiểm soát lũ ở sông Hoài Hà. Vừa qua, một đợt mưa trên diện rộng và cường độ cao đã xảy ra trên lưu vực sông Hoài Hà. Toàn bộ dòng chính của sông Hoài Hà đã vượt mực nước cảnh báo. Kể từ năm 2003, một trận lũ lụt trên toàn lưu vực xảy ra. Mực nước tại đoạn Quang Jaba đến 11 giờ ngày hôm qua là 29,38m, hơn mực nước đảm bảo là 0,08m và tiếp tục dâng cao.
Hu Lianyu, Ủy viên Cục Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện kiêm Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Cứu trợ Hạn hán và Kiểm soát Lũ lụt Quốc gia, đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại Văn phòng Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng vào sáng ngày hôm qua. Chỉ huy Quốc phòng An Huy và Giang Tô đã tiến hành tham vấn khẩn cấp, phân tích toàn diện điều kiện mưa và nước của sông Hoài Hà và các dự án tích nước, quyết định sử dụng khu lưu trữ lũ Minh Qua để lưu trữ lũ lụt và thực hiện các thỏa thuận khác để kiểm soát lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ thảm họa ở lưu vực sông Hoài Hà. Sau nhiều lần tham vấn chung với Tổng cục Quốc phòng, Ủy ban Hoài Hà, Hà Nam, An Huy và các ý kiến chuyên gia đã được tổng hợp, cân nhắc thượng nguồn và hạ lưu, cân nhắc ưu nhược điểm và cuối cùng khu vực chứa lũ Minh Qua đã được quyết định một cách dứt khoát. Lúc 11 giờ 05 phút, Chen Lei, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Bộ Thủy lợi, công bố lệnh điều động phân lũ Minh Qua. Tại thời điểm này, mực nước của Wang Zaba đã đạt 29,38m, vượt quá mực nước đảm bảo 0,08m. Vào lúc 12 giờ 30 phút, cửa đầu tiên của sông Hoài Hà, cửa Wang Zaba mở ra gây ngập lụt khu vực chứa lũ Minh Qua. Di Bình, Phó Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh An Huy kiêm Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh cho biết vào chiều ngày hôm qua rằng, để đối phó với tình hình lũ lụt ở sông Hoài Hà, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh An Huy chủ yếu thông qua 3 biện pháp điều hành chính để kiểm soát lũ, chuyển đổi thành công sang quản lý lũ. Quang Minh, Phó Chỉ huy điều hành Tổng cục Phòng thủ sông Hoài và Giám đốc Ủy ban Hoài Hà giới thiệu rằng tình hình kiểm soát lũ và kiểm soát lũ trên sông Hoài hiện nay rất nghiêm trọng. Theo dự báo thời tiết mới nhất, mưa lớn sẽ tiếp tục tại khu vực Hoài Hà trong 2 ngày tới và mực nước của từng trạm kiểm soát trên sông Hoài Hà sẽ tiếp tục dâng cao. Tất cả các khu vực dọc sông Hoài Hà cần nghiêm túc thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị và dốc hết sức để đối mặt với những trận lũ lớn hơn có thể xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng thủ sông Hoài Hà đã ra thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các tỉnh trong lưu vực nhận thức đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình hình phòng chống lũ lụt hiện nay, chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, tổ chức và vật chất để chống lũ lụt lớn và các trận chiến lâu dài trên lưu vực. Theo phân tích dữ liệu khí tượng, vùng mưa lớn liên tục trong vài ngày tới có khả năng di chuyển về phía đông nam lưu vực sông Hoài Hà. Lũ các sông, hồ thuộc hệ thống nước Hồng Hê Yisusi và hồ Hồng Dê sẽ tăng lên và đạt đỉnh. Hiện tại, Cục Quản lý Bảo tồn nước Yisusi thuộc Ủy ban Hoài Hà đã liên tiếp kích hoạt một số dự án bảo tồn nước để kiểm soát lũ lụt theo yêu cầu của Cục Phòng chống và Kiểm soát sông Hoài Hà. Theo tình hình kiểm soát lũ lụt trong tương lai, Ban Giám đốc Quốc phòng Sông Hoài cũng sẽ xem xét tổng thể với Giám đốc Quốc phòng Giang Tô, lập lịch trình khoa học và thực hiện các biện pháp như chia Hoài Hà thành nhì để giải phóng lũ sông Hoài Hà càng sớm càng tốt, giảm áp lực điều tiết lũ trên dòng chính sông Hoài, bảo đảm an toàn sông Hoài trong mùa mưa lũ. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, mực nước của dòng chính sông Hoài dâng lên nhanh chóng. Chiều ngày hôm trước, Ban Giám đốc Quốc phòng sông Hoài Hà đã thông báo khẩn cho Giám đốc Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô yêu cầu chuẩn bị cho việc khơi thông kênh dẫn nước biển để xả lũ, đảm bảo xả lũ kịp thời và an toàn. Vào lúc 18 giờ ngày hôm đó, mực nước ở Wang Zaba đã lên mức 28,88m, cao hơn mức cảnh báo 1,38m. Theo phân tích dự báo, trên lưu vực sông Hoài vẫn còn diễn ra quá trình mưa mạnh trong 2 ngày qua và mực nước dòng chính sông Hoài vẫn đang lên. Tình hình kiểm soát lũ của sông Hoài Hà là vô cùng nghiêm trọng và việc kiểm soát lũ đã đến thời kỳ quan trọng nhất. Chiều cùng ngày, Ban Giám đốc Quốc phòng sông Hoài Hà đã thông báo khẩn cho Giám đốc Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô yêu cầu chuẩn bị cho việc khơi thông kênh dẫn nước biển để xả lũ, đảm bảo xả lũ kịp thời và an toàn. Thông báo chỉ ra rằng, theo điều kiện mưa hiện tại và phân tích dự báo, dòng nước phía trên hồ Hồng Dê, dòng chính của sông Hoài sẽ tiếp tục tăng và mực nước Giang Ba sẽ vượt quá 14m và việc kiểm soát lũ tình hình rất nghiêm trọng. Theo các quy định có liên quan của kế hoạch phòng chống lũ lụt sông Hoài Hà, Bộ Quốc phòng tỉnh Giang Tô được yêu cầu chuẩn bị khác nhau cho việc mở kênh dẫn nước biển để đảm bảo xả lũ kịp thời và an toàn. Mưa lớn cũng đã đổ xuống hầu hết các khu vực của Giang Tô trong 3 ngày liên tiếp và lũ lụt ở thượng và trung lưu sông Hoài tiếp tục gia tăng. Vào lúc 8 giờ cùng ngày, mực nước hồ Hồng Dê là 13,64m, vượt mực nước cảnh báo 0,14m để đảm bảo an toàn cho sông Hoài Hà và kè hồ Hồng Dê. Văn phòng Quốc phòng tỉnh Giang Tô khẩn trương đã kích hoạt kênh thủy lợi Bắc Giang Tô để mở cửa xả lũ, bắt đầu chuẩn bị cho trận lũ từ Hoài Hà vào Nghi Hưng. Vào lúc 8 giờ cùng ngày, tổng lưu lượng vào hồ Hồng Dê đạt 10.912 m³/giây và cửa Sân Hê đã xả lũ hoàn toàn với lưu lượng 7.750 m³/giây và đường thủy vào sông tiếp tục ngập ở mực nước cao.
Theo công văn của Văn phòng Quốc phòng tỉnh Giang Tô, kênh thủy lợi Bắc Giang Tô đã mở cửa ở mức 500 m khối trên giây vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày để xả lũ. Hiện tất cả các dự án kiểm soát và các đơn vị liên quan dọc tuyến kênh chính đã đầu tư đầy đủ cho công tác chống lũ, tiêu úng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước ở khu vực Ly Xe Hê tiếp tục dâng cao. Vào lúc 8 giờ ngày hôm trước, mực nước của Xe Hê Sinh Hùa là 2,81m, cao hơn 0,33m so với ngày hôm trước đó và vượt qua mực nước cảnh báo 0,81m. Mực nước ở Jinghu, Yangcheng, Huning và Seiyang nói chung là gần với mực nước cao nhất trong lịch sử. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.